Hi, xin chào các bạn. Bình thường chúng ta hay dùng điện thoại để quay những clip hoặc là những cái hình ảnh video mà chúng ta cần chép qua máy tính á. Nhưng mà khi mình sử dụng iPhone á, chúng ta không có chép qua thường á, mấy cái tệp ảnh rồi thì chúng ta chép qua được, nhưng mà khi mà chúng ta chép những cái file nặng của video qua thì nó báo lỗi. Bây giờ mình chứ Hùng cũng bị mắc cái tình trạng đó, tưởng là hư cáp, chuyển qua mình mua cáp xịn về luôn để thay vô nhưng mà cũng không có được, nên mình sẽ chỉnh á. Cái đó là do phần mềm trong mấy máy nó bị thôi các bạn, khi mà các bạn chọn qua cài đặt, chúng ta vào phần cài đặt chọn cái phần ảnh á, hình ảnh á. Đây các bạn nhìn đâu. Đây, các bạn chọn vô phần hình ảnh nha. Rồi, các bạn kéo dưới xuống lên cái phần dưới cùng á. Đây nè, các bạn thấy không? Và chuyển đến chế độ máy Mac hoặc là PC á, là chúng ta chuyển dữ liệu từ máy iPhone qua. Thì các bạn chọn về cái giữ lại bản gốc này. Cái tự động á, khi tự động là máy sẽ kiểm duyệt á, những cái hình ảnh với lại cái video nên đưa vô máy mát á, là nó không có hỗ trợ. Thì các bạn chuyển thì nó rất là khó, nó chạy nửa chừng, ví dụ một cái video 1.5GB mà nó chạy có 750MB đứng, thì các bạn phải chọn chế độ giữ lại bản gốc. Rồi các bạn khi mà chọn chế độ giữ lại bản gốc, các bạn quay trở lại. Rồi các bạn cắm rắc vô ha, cắm dây rắc vô là chúng ta chép lại bình thường. Khi cắm vô là báo là cho phép này, cho phép truy cập vào tập ảnh và video này, các bạn chọn OK. Trên đây xuất hiện folder, các bạn open hoặc là các bạn vô cây thư mục. Rồi các bạn chọn iPhone. Đây, trong đây là cái thư mục của chúng ta cần chép. Các bạn vô đây các bạn chép hình ảnh nó là video ra ha. Rồi, đó. Thì là chúng ta đã chỉ cần copy, ví dụ tôi không copy một cái này thử rồi. Rồi các bạn chuyển về iPhone. Chọn vô. Rồi các bạn bắt vô. Đó, nó chạy rất là nhanh. Hồi xưa nó không hỗ trợ cái định dạng, bây giờ nó định dạng, hỗ trợ định dạng cho các bạn rồi. Vậy là chúng ta đã hoàn thành cái việc là chuyển dữ liệu từ iPhone hoặc là iPad qua máy tính mà bị lỗi là chép giữa chừng, không mới chép được. Rồi, chào các bạn, chúc các bạn nhiều may mắn và thành công trong cuộc sống này. Bye bye.